ngày 6 tháng 4 năm 2015, liên quan đến vụ bảo mẫu hành hạ dã man trẻ HIV, bà Nguyễn Thị Kim Tiên, giám đốc trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận thiếu sót trong việc kiểm tra giám sát. Trung tâm hiện đã đình chỉ 3 bảo mẫu là Vũ Thị Quý, Trần Thị Thu Trinh và Nguyễn Thị Lan. Bà Tiên cho biết sẽ xử lý thêm 2 bảo mẫu là Lương Thị Hà và Nguyễn Thị Bảo Châu. Sau khi xem clip, bà Tiên cho rằng cả 3 bảo mẫu bị đình chỉ đã không khai báo thành khẩn. Khi phóng viên hỏi về trách nhiệm của trung tâm, bà thừa nhận thiếu sót về công tác kiểm tra giám sát. Công tác này được thực hiện một lần một tuần. Trong thời gian xảy ra vụ việc, không thấy trẻ bị bầm tím trên cơ thể, nên tổ kiểm tra đã không phát hiện được.